Mời bạn nữ. Rồi mời em gái ngồi. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào anh bạn kế bên cùng toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Thị Linh, năm nay em 28 tuổi, quê em ở Thái Bình. Hiện tại thì em đang là nhân viên kế toán tại quận Bình Thạnh ạ. Chào em trai. Dạ vâng, trước hết cho em gửi lời tới chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, chào bạn nữ xinh đẹp ở phía bên rèm. Và chào toàn thể các quý vị khán giả và các đồng chí đang xem chương trình ngày hôm nay. Em tên là Bùi Đình Minh. Năm nay thì em 29 tuổi. Em sinh ra và lớn lên tại Chương Mỹ, Hà Nội. Hiện giờ thì em đang học tập và công tác tại Lữ đoàn Đặc công 429 thuộc binh chủng Đặc công. Lữ đoàn nó nằm ở đâu em? Dạ, lữ đoàn hiện giờ đang đóng quân ở Vĩnh Hòa, Phú Giáo, Bình Dương anh ạ. À, quê dạ ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội ha. Dạ vâng ạ. Vậy thì đi về Thái Bình cũng đâu có xa đúng không? Dạ đúng rồi anh ạ. À, thế cũng hợp lý rồi. À, bạn gái nói chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em thì em là một người thân thiện, vui vẻ ạ. Em thích sự gọn gàng, sạch sẽ, là một người có suy nghĩ tích cực và lạc quan về cuộc sống. Có điểm yếu gì không em? Có nhiều ạ. Em cũng hơi kỹ tính một tí. Em hay ăn hiếp. Ăn hiếp ai? Ăn hiếp ví dụ như là em gái hay bạn thân. Vậy là mày muốn ăn hiếp bạn trai dữ lắm phải không? Dạ, cái đấy thì tùy bạn trai ạ. Còn cái điểm yếu nào nữa không? Là em cũng hơi mất bình tĩnh một chút khi nói chuyện với mẹ, nếu như mà mẹ nhắc nhở em về cái chuyện lập gia đình ạ. Là ở nhà hối hay sao? Dạ, mẹ em đem số điện thoại của em đi bỏ xỉ. Trời đất ơi. Dạ, ở ngoài một số vùng quê ở ngoài miền Bắc ấy ạ, mà con gái ngoài 25 tuổi mà chưa lấy chồng ấy ạ, thì nó nặng lề lắm ạ. Thế nên là mẹ em đem số điện thoại của em đi bỏ xỉ tùm lum ấy. Tùm lum mà chưa dính được mối nào hết hả? Dạ, ngày nào cũng bảo con ơi tối nay nghe điện thoại nhé. Thế nhưng mà điện thoại thì cũng có cuộc nghe, có cuộc không nghe, nhưng mà không đi đến đâu ạ. Trời ơi, thôi hy vọng hôm nay chị Văn Linh mát tay nha. Dạ. Ha, rồi. À, bạn trai nãy em nói em làm đặc công, là cái cụ thể cái việc em đang công tác á, là cụ thể là việc gì vậy em? Em hiện giờ đang làm là chính trị viên đại đội ạ. Chính thì em trị viên làm về công tác đảng và công tác chính trị cho cán bộ chiến sĩ thuộc quyền cấp dưới ạ. À, ba sao này là chức vụ gì em? Dạ, giờ ba sao là thượng úy anh ạ. Điểm mạnh điểm yếu của thượng úy là gì? Dạ thì em cũng cảm thấy mình là một người hiền lành ạ, thân thiện, chịu khó, hay cười ạ. Rồi điểm yếu là gì? Em có điểm yếu mới gần đây mới phát hiện ra là em ngủ ngáy. Ngủ ngáy? Ai phát hiện ra cho em? Dạ hôm về Tết thì là em về với ông ngoại em, thì em ngủ với cả ông ngoại em. Thì sáng ngày sau ông có hỏi là hôm qua Minh đi lên rừng cưa gỗ hả Minh? Ủa đồng đội em không phát hiện ra để ông ngoại phát hiện ra? Không, tại nhiều khi em ở nguyên đồng đội em là ai cũng cưa hết trơn. Người nào cũng ngáy đều phải không em? Và một điểm yếu nữa của em nữa là em quét nhà hơi nhiều. Quét nhà hơi nhiều. Hả? Quét nhà hơi nhiều, kỹ tính quá đúng không? Dạ không phải, tại em cứ thấy về phòng em mà thấy nhà cửa mà có bẩn quá thì em lại nhảy vào quét nhà, lau nhà. Kỹ tính quét quá. Quét một ngày mấy lần? Dạ một ngày có thể quét chục lần. Trời đất ơi. À, tình trường thì sao em? Dạ báo cáo chị, em mới có một mối tình đơn phương ạ, 5 năm rồi. Trời ơi. Yêu gì 5 năm dữ em vậy? Em có coi như chàng trai còn trong trắng. Chiến đấu gì dở quá, 5 năm không tấn công được. Thiệt tình. Còn bạn gái mấy mối tình rồi em? À, dạ, em trải qua một mối tình ạ, kéo dài hơn 1 năm ạ. Lý do em chia tay là gia đình bạn trai em thì coi trọng việc môn đăng hậu đối. Và bạn trai em với em thì chắc là tình cảm cũng chưa đủ lớn để vượt qua những cái thử thách đấy ạ. Hy vọng mối tình mới được sự chứng kiến của tất cả mọi người sẽ rất là thuận lợi đó. Và đó giờ em có nghĩ là em sẽ quen với một chiến sĩ không? À, ngày xưa thì em hay xem chương trình Chúng Tôi Là Chiến Sĩ, thì em cũng thích. Thế nhưng mà thấy các chú, các bác nhà mình, người thân nhà mình ấy làm bộ đội thì hay phải xa gia đình nhiều ấy ạ. Thì em cũng hơi bớt thích điều tí, nhưng mà em cũng vẫn thích. Giờ em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Về ngoại hình thì em mong là sẽ được cao hơn 1m7. Mập mập một chút nữa, bởi vì em cũng hơi mập. Thế lại về tính cách thì bản lĩnh, trưởng thành, có chí tiến thủ trong công việc. Trời ơi, đây là chính trị viên em hả? Vâng ạ. Trời ơi, chính trị viên là bản lĩnh vô cùng tận em ơi.
được rèn luyện trong quân đội rồi thì đừng nói chuyện đó, bao luôn với em luôn. Còn gì nữa không? À, ngoài ra về thì trong cuộc sống cũng như là trong gia đình thì biết tôn trọng, chia sẻ và quan tâm tới em ạ. Quá đơn giản. Em thấy em còn quét nhà một ngày 10 lần mà làm gì không quan tâm được. Chị nghĩ tính cách là ok rồi đó. Giờ em chi tiết về ngoại hình đi, em muốn sao? Không cắt tóc mà sọc ngang, sọc dọc thì chắc là bộ đồ thì chắc dạ. Không có. Trời ơi, em đó em nhìn trời xuống ơi. Hết mấy anh ở dưới coi có anh nào mà tóc mà sọc ngang, sọc dọc không? Vâng. Làm gì có. À, mặt mũi thì tóc mắt tai mũi nghiêm túc. Rồi. Mắt mũi môi miệng mọi thứ là đúng vị trí. À. Chắc đúng rồi đó. À, răng thì không 9630. Ủa là sao? 9630 là sao? Mọc lên lộn xộn không có xin phép vậy ạ. À, là 9630. Chín cái mọc ra ngoài rồi ba cái mọc vô trong rồi có chỗ không có cái nào đó hả? Dạ. Trời ơi, 9630 lần đầu tiên tôi nghe răng. Răng đó có thẳng hàng đều không? Răng này là 10 trên 10 luôn. Rồi, được. Em không thích bạn trai gia trưởng, bảo thủ, hút thuốc. Có hút thuốc không em? Dạ, em không ạ. Em trai muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Thứ nhất về cái tính cách thôi anh ạ. Hiền lành, biết tôn trọng người trên người dưới. Đặc biệt là biết nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn hả? Vâng. Là dạ. Tức là em muốn la sao la người ta nhịn hết tới luôn đó hả? Dạ không anh ạ. Cuộc sống thì có rất là nhiều vô vàn những vấn đề khó khăn đi anh. Nếu mà hiện giờ bình thường thì không có vấn đề gì. Nhưng mà khi gặp khó khăn thì em nghĩ là trong gia đình thì vẫn mong muốn là người này có thể là nhẫn nhịn khuyên bảo với nhau, người kia cũng thế. Có điều gì thì vợ em còn nóng tính thì em cũng cố gắng nhẫn nhịn và ngược lại thì để cho cuộc sống mình sẽ thuận lợi hơn. Bây giờ anh sẽ qua xem mắt đàn gái coi thế nào nha. Đồng chí Thượng Quý. Chào anh. Gái dễ thương ha, hai cái đồng điếu nhỏ nhỏ dễ thương lắm nha. Lấy chồng bộ đội thì phải hy sinh một chút cá nhân của mình, tức là chồng phải đi công tác rất nhiều. Em nghĩ là nếu mà đã yêu thương nhau, lấy nhau thì sẽ thông cảm cho nhau ạ. Với một điều kiện nữa là bạn trai có công việc riêng như thế, với lại phải đi xa như thế thì bù lại là phải biết quan tâm và yêu thương tới em nhiều ạ. Vậy là yên tâm rồi đó, anh thấy chuyện đó yên tâm. Rồi, được rồi, chị qua đàn gái dễ thương lắm bạn trai. Rồi. Rất là dễ thương. Chào em. Có cái gì em không thích ở người bạn gái? Tính cằn nhằn. Nói nhiều. Nhưng mà tụi em là yêu xa, em là ở Bình Dương đúng không? Dạ vâng. Rồi chị. Cái giờ giấc làm việc em sao? Trong khi bạn gái ở thành phố thì em nghĩ là bao lâu thì hai đứa gặp nhau hẹn hò để tìm hiểu nhau được? Dạ vâng. Thì thủ trưởng ở đơn vị chúng em thì vẫn tạo điều kiện cho những thằng trai nào mà đến tuổi lấy vợ rồi. Chúng em cũng có chế độ là tranh thủ hàng tháng, có thể điều kiện là tranh thủ thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Các bạn có nghĩa được nghỉ mỗi tuần là có thể điều đặn lên thăm bạn gái được đúng không? Dạ vâng. Và thì đó. Mong muốn là có thể là khi nào chúng em trực thực hiện theo nhiệm vụ thì cũng mong muốn là bạn gái cũng có thể là đến thăm đơn vị chúng em. À, cũng có thể tới thăm đơn vị được chứ gì. Được không em? Dù có lúc bạn trai về thăm mình nhưng mà cũng có lúc mình tới đơn vị mình thăm cho biết. Dạ coi được ạ. Làm được ha. Dạ vâng. Rồi tìm hiểu một năm rồi tiến tới hôn nhân thì em thấy ổn không? Dạ em thấy ổn. Cái điều đó cũng phải mong là tùy thuộc bạn gái nữa. Hiện giờ đơn vị em cũng các thủ trưởng cũng có nhà cho chúng em nếu sau khi lập gia đình. Là lập gia đình cho vợ vô đó ở được dạ luôn vâng. Đúng không? Dạ vâng. Dạ vâng. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ gặp gỡ đại diện của đồng chí Thượng Quý nha. Dạ hôm nay em đến với thủ trưởng em với cả cũng anh chị họ hàng em. Rồi dạ. Đại diện gia đình phát biểu trước đi. Chào chị Cát Tường. Dạ. Chào quý vị trong phía trước. Anh thấy bên em dâu tương lai được không? À được. Nhưng mà trên vấn đề là em phải tìm hiểu thì để hai em sau cái thời gian quá trình để hai em tìm hiểu. Rồi, yeah. Cảm ơn anh. Yeah. Xin mời đại diện cơ quan của anh trai. Xin kính chào toàn thể quý vị đại biểu, kính chào ekip làm chương trình, kính chào anh Quyền Ninh, chị Cát Tường. Yeah. Yeah, chào đồng chí. Tôi là Nguyễn Hồng Thái, đang công tác ở Lữ đoàn Đặc công bộ 429 binh chủng Đặc công, cấp trên trực tiếp của đồng chí Minh. Đồng chí Minh là cán bộ trẻ của Lữ đoàn và có triển vọng phát triển, là người có bản lĩnh, có trí tuệ. Và đặc biệt là rất nhiệt tình với đơn vị và bạn bè. Còn Linh bên này thì là rất là xinh gái, có nụ cười luôn luôn nở trên môi. Và hai người là rất đồng cảm. Nếu mà đi được với nhau, Linh cứ giao việc nhà cho Minh hết. Xin kính chúc chương trình và chúc cho hai người sẽ chọn với nhau và đi đến với nhau. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh. Hôm nay mình đi với ai? Dạ em đi cùng với cậu vợ và em gái của em ạ. Chào cậu. Xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh cùng toàn thể quý vị khán giả. Chào các anh chị phía bên
Bạn trai. Thì hôm nay đến đây rất là vui vì chương trình bọn muốn hẹn hò thì ở nhà là mở với lại các cháu thì là thường xuyên xem. Xong rồi cái động viên Linh đi thì Linh không chịu đăng ký, xong rồi mở với em đăng ký cho hôm nay đến. Rất là vui. Về phía bạn trai bên này thì thực ra là mình rất là thích quân đội. Về phần phía bạn trai này thì rất ok rồi. Mình rất là hài lòng. Trong cuộc sống hàng ngày thì Linh cũng nhanh nhẹn. Vào trong này 2 năm thì cũng ít bạn bè. Toàn mối quan hệ là trà sữa thôi. Thế thì rất mong là hai bạn đến đây chương trình thì nên cho nhau một cơ hội. Bởi vì sau này quyết định cuối cùng cũng vẫn phụ thuộc vào hai bạn. Rồi, dạ, cảm ơn. Bây giờ mở rào cho hai bạn gặp mặt nhé. Bắt đầu. Rào. Gặp em trực tiếp thấy em rất là xinh và có lộ mạc lúa hồng đồng tiền rất là duyên. Trước hết anh có bó hoa thì anh gửi tặng em cả một quyển sách nữa. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Em cũng có món quà tặng anh và cũng là một quyển sách ạ. Anh cảm ơn em. Anh sẽ đọc hết cái quyển sách này của em. Tại vì anh rất là thích đọc sách. Bạn nữ coi bạn nam tặng quà gì kìa. Ngồi xuống đi bạn. Ngồi hai bạn ngồi xuống đi. Hả? À cuốn sách. Là một cuốn sách hiểu về trái tim ạ. Nhưng mà sao có cái ngôi sao ở trên nhiều quá vậy? Sao này là anh tự gấp ạ? Dạ vâng, đây là sao ước em ạ. Em có chắc là anh gấp 100% không ạ? Cái này thì là có tờ giấy cắt sẵn thì em. Nên là về gấp thì rất là nhanh. Có lòng quá. Cũng có nhờ các đồng đội hỗ trợ. Thì anh cũng chuẩn bị đến tuổi lấy vợ. Thì anh mong muốn là mình có một cái ngôi sao mang người yêu mình đến. Anh không phải là một người có thể là hô mưa gọi gió. Nhưng mà anh tin nếu mà em cần một người là chắn nắng, che mưa hoặc là chăm no, chăm sóc cho em thì anh nghĩ là mình chắc chắn mình làm được. Dạ vâng ạ. Anh có muốn hỏi thêm em gì không? Em có biết nấu ăn không ạ? Biết nấu ăn và giỏi thì em không dám nhận. Nhưng thích nấu ăn thì em có thích nấu ăn. Thế ạ, chúng ta có nhiều điểm chung như thế. Thì là sẽ mong có điều kiện là chúng ta sẽ tới với nhau hoặc là có trao nhau cơ hội nhiều hơn. Rồi hát tặng bạn gái bài đi bạn trai. Em rất là thích hát nhưng mà em hát không được hay lắm ạ. Anh cứ thể hiện đi ạ. Đến gần bạn gái hát luôn. Đó. Đừng hoài nghi tình anh em nhé. Ngày hôm qua đó tình đã trao em, cho đến mai hôm nay ân tình vẫn đong đầy. Và mai sau nữa yêu người càng đắm say. Có ai hơn tình em, một tình yêu, một trái tim trao em. Bạn nữ cảm nhận về bạn nam trước mặt mình như thế nào? Bạn nam là một người chín chắn, chững chạc ạ. Có ăn hiếp người ta không? Cái đấy thì phải tùy bạn nam mà trị lại được em thì em sẽ không ăn hiếp. Còn nếu mà để em bắt nạt thì chắc là em sẽ không từ chối. Đó, vậy giờ từ thuở ban sơ mới về nhé em. Sao nhắm ổn không em? Dạ. Nhắm trị nổi bạn này không? Hay là để bạn ấy ăn hiếp? Thực sự là em chỉ ngại mỗi bạn gái dỗ thôi. Bởi vì em không biết nếu bạn gái dỗ thì phải dỗ như nào thôi. Còn nếu ăn hiếp thì em cũng cam chịu một phần. Cam chịu một phần, trời ơi chiến sĩ. Cam chịu một phần. Nghe thấy thương quá. Nhường đi em ha. Rồi bây giờ mỗi người nhìn thẳng vào nói một câu tận đáy lòng của mình. Trong tim mình nghĩ thế nào, mình nói như thế. Mình có rung động với người đối diện hay không? Thật sự từ lâu lắm rồi thì anh chưa cảm giác là tim mình đập nhanh như này. Là cảm giác nói bồi hồi như này. Thì hôm nay gặp em như thế, anh biết cảm nhận là mình cũng có tình cảm với em. Và cũng mong muốn là em cũng cho anh một cơ hội. Hôm nay thì gặp anh ở chương trình em cũng khá là bất ngờ. Qua những gì anh và em trao đổi nãy giờ, em cũng thấy là chúng ta cũng có khá nhiều điểm tương đồng với nhau. Còn những điểm gì mà chúng ta còn thấy chưa hiểu và chưa thoải mái với nhau thì hai chúng ta hãy cùng cho nhau một cơ hội. Anh cảm ơn em. Tuyệt vời. Rất nhanh gọn. Đặt tay vào nút bấm em. Đây.
Hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, nắm tay nhau đi. Rồi, bắt đầu từ bây giờ, giây phút này đây, ngày hôm nay, trước mặt gia đình hai bên, trước mặt các chiến sĩ đồng đội của mình, cấp trên của mình, hai bạn đã chính thức hẹn hò với nhau. Xin phép cậu. Ừ. Dạ, cháu xin phép là cậu. Thì hôm nay cũng có điều kiện là chương trình đã cũng có xe duyên giúp cháu gặp với cả Linh. Thì cháu cũng mong muốn thời gian tới là cậu cũng tạo điều kiện cho anh em cùng cháu. À, xin đúng rồi. Một điều hết sức là quan trọng đó là hôn nhau để chứng minh nút bấm của mình là đúng. Em đó đồng ý. Nói được luôn rồi. Đúng rồi, alo biết liền. À, Phan sửa bản tên ngay lại đi bạn ơi. Giống như là chương trình làm mình lên sóng là nói. Dạ vâng, anh cứ giới thiệu bình thường thôi, anh đang giới thiệu với chương trình, em là biên tập viên. Chào. Anh cầm mic. Xin chào. Vâng, anh tự đi lên ạ. Xin chào anh. Dạ vâng, anh tương tác với anh này đi. Chào anh. Em tên là Nguyễn Ngọc Tự, hiện đang làm tại công ty Quy Mai. Công việc hiện tại của mình là làm bảo trì máy may. Năm nay hai mình 32 tuổi rồi. Quê quán của mình là Thanh Hóa. Dạ, anh đang ở đâu? Hiện tại mình đang ở Thuận An, Bình Dương. Anh vào Bình Dương lâu chưa? Mình vào đây cũng được 6-7 năm rồi. Dạ. Anh có điểm mạnh, điểm yếu gì? Điểm yếu của mình là ít nói. Mới ban đầu thì không được hòa đồng lắm, nhưng khi đã hòa đồng vào rồi thì cũng mọi người cũng thích, hay là dễ mến. Thường mà khi mà mọi người quen với anh ấy, khi mà mọi người quen với anh thì anh sẽ có những cái biểu hiện như thế nào mà khiến cho mọi người dễ mến? Đối với mình thì thường nói chuyện với mọi người thì cũng mình thì cũng không hay thôi, như mọi người điểm mạnh của mình là ít nói, nhưng lại bù lại thì mình như là không có nóng tính hay là hỏi. Chưa hiểu mấy. Lại có nghĩa là điểm mạnh nó là những cái mà anh làm tốt cái công việc của mình, cái tính cách của anh là cái tính cách nó có điểm mạnh gì, điểm yếu. Ok, điểm yếu là thiếu tự tin á, thiếu tự tin trong tương tác, trong giao tiếp. Thế điểm mạnh là gì? Điểm mạnh của mình là nhiệt tình trong công việc, siêng năng. Ngoài ra thì mình còn biết nấu ăn. Bây giờ là trong công ty của anh thì anh đang là may á, thì anh đang làm vị trí gì? Mình làm bên bảo trì máy may. Bảo trì máy may, công nhân bảo trì máy may. Đúng rồi. Về thu nhập của anh thì sao? Thu nhập của mình hiện tại là trung bình 12 triệu. 12 triệu tháng. Đúng rồi. Anh đang ở nhà thuê sao? Đúng rồi, mình đang ở nhà thuê, hiện tại thì là nhà thuê, nhưng mình đã ký mua nhà rồi, mua nhà chung cư. Đã đăng ký chưa? Nếu mà không bị trễ dự án thì có nhà rồi đấy, nhưng dự án nó bị trễ. Đăng ký rồi. Đúng rồi. Anh một tự. Thì bây giờ nhá, anh cảm thấy là khi mà cái người con gái người ta hẹn hò với anh ấy, thì người con gái sẽ bị những cái điều gì của bản thân anh có thể thu hút được một người phụ nữ? Anh nghĩ là anh có những cái gì tốt đẹp để mà có thể thu hút được bạn nữ? Mình nghĩ là tính của mình có lẽ là điềm đạm, trưởng trạng, biết quan tâm người khác, biết người ta cần, có thể cần gì. Rồi.
có nghĩa là biết quan tâm và quan sát người khác. Và mình nghĩ vậy. Anh biết nấu ăn, ngon không? Được bạn bè nói là ăn ngon. Anh thường hay nấu món gì nhất? Mình hay thường nấu món lẩu này rồi ếch om ốc rồi cũng khá là nhiều món rồi món cà ri gà. Anh trong quá khứ là anh có mấy mối tình rồi nhỉ? Tính như mối tình thì khoảng 6 mối tình ấy, nhưng đơn phương chỉ là 5, còn một mối tình chính thức. Đơn phương 5 mối tình á? Đúng rồi. Kể một chút về mấy mối tình đơn phương ha. Vâng, có một mối tình đơn phương từ hồi cấp 3 là từ năm lớp 10 cho đến hết năm lớp 12 là đó là một mối tình đơn phương mà. Rồi đến lớp đi mình đi học về sau 2 năm là cùng một mối tình nữa, đơn phương nữa, khoảng 2 năm nữa. Và sau đi làm. Nhưng mà trong tất cả các mối tình đơn phương ấy thì anh có thổ lộ với người ta không? Mình chỉ quan sát người ta vậy thôi, không có nói gì. Tại sao vậy? Có lẽ là lúc đó mình vừa ít nói là vừa thiếu tự tin. Thế xong anh cứ kéo dài những cái mối tình mà đơn phương vậy thôi. Anh đúng cứ rồi. Âm thầm quan sát người ta đi. Đúng rồi. Ok, bây giờ kể về cái mối tình chính thức ha. Mối tình chính thức thì cũng không được dài lắm. Chỉ được khoảng 3-4 tháng rồi đấy. Cũng nói chung nó cũng không quá chỉ là sâu sắc nên cũng không có để gì là ấn tượng nhiều. Tụi anh quen nhau như thế nào? Và cô ấy đã đồng ý yêu anh chưa? Vâng, quen cùng mình đi làm. Quen cùng mình đi? Vâng. Xong rồi chị đó sao? Rồi sau đó hai người cảm thấy không hợp là dừng lại. Không hợp ở điểm gì anh? Không, có lẽ là cô đang còn có trẻ. Mình thì cũng mới cách đây khoảng 3 năm thôi đấy. Có kém mình những 8 tuổi. Dạ vâng, thì bây giờ anh phải nói cụ thể nhá, anh phải chia sẻ cụ thể với em. Thì mới tìm được cái mẫu người mà đúng với anh. Thì bây giờ là không hợp ở cái điểm gì, cô ấy trẻ, đúng rồi, ok, cô ấy trẻ con này kia, nhưng mà trẻ, cái sự việc đó là gì? Câu chuyện đó là sao mà hai người chia tay nhau? Đây là câu chuyện của anh mà. Cho đó là hai người có ấy thì về quê rồi, trong lúc nói chuyện đấy. Mình thì về nơi ở, ví dụ như cô ấy thì muốn về quê, còn mình thì muốn lại ở lại trong này. Mày không muốn về quê lập nghiệp? Vâng, đúng không? Cô chỉ muốn là thế. Xong mày mâu thuẫn 3 tháng, 4 tháng gì đó mâu thuẫn như nhau. Thì ai là người chủ động chia tay ạ? Hai người không, nói chung là cũng không có nói chia tay gì cả, nhưng từ từ ít không nhắn tin qua lại nữa là thôi. Dạ. Bây giờ mẫu người mà anh muốn chương trình, mà muốn hẹn hò tìm kiếm cho anh ấy, mẫu người như thế nào anh? Cao khoảng trên 1m50 là được, dễ nhìn một chút, nửa tính một chút mà cá tính một chút cũng được. Anh tưởng tượng trong đầu của anh nhá, là nếu mà anh muốn cá tính ấy, thì là cá tính như thế này. Nói cá tính thì xăm hình rồi hay sao? Cũng không phải là mình không thích xăm lắm, nhưng kiểu mạnh mẽ là quyết đoán một chút ấy, chứ cũng đừng có là giống như là thay người khác, hay là người khác quyết định mình sao một cái ý định, một cái công việc nào gì đó. Nhưng mà anh nếu mà anh quen một cái người bạn gái mà mạnh mẽ quyết đoán này, và trong khi đó là anh rất là thiếu tự tin luôn,
không, nghĩ mình là nó bảo mình không thiếu tự tin thì không phải, ngày thiếu tự tin là ngày xưa đối với mình thôi, chứ còn bây giờ thì mình đã tự tin hơn ngày trước rồi. Ok, thế vậy anh lên sân khấu bạn muốn hẹn hò ấy, anh sẽ có thể làm được cái gì để mà có thể chinh phục được cái người bạn gái ở bên kia liền? Tấm anh có thể hiện được cái gì? Mình thì hát của không hay, nhưng không biết mình thể hiện bằng cái gì. Thế anh biết rồi đấy, ở chúng đây là cái buổi casting để mà hiểu được ạ, để mà chọn vào vòng ghi hình đó thì cũng sẽ rất là có nhiều những cái ứng cử viên. Thì mình phải là một người như nào, có ưu điểm như nào, đặc biệt như thế nào? Đó, anh hát thử được một đoạn không? Sau đây mình xin hát một đoạn. Tại gì được? Thì mình thử hát thôi, hát được, hát đâu thì được nhé. Dạ vâng, mình cứ hát đi. Bỏ em vào ba lỗ, đưa em thì hát một đoạn này. Một đoạn. Hát được câu nào thì hát nha. Ok. Bỏ em vào ba lỗ, đưa em ra khỏi thủ đô, mình cùng rời thành phố, tránh lưng làn khói ô tô, xây một căn nhà gỗ. Ok, sẽ về đọc lại cái bài này ha. Rồi. Nhưng mà đấy thì có nghĩa là cái lúc mà mình truyền tải lên trên sân khấu ấy, mình phải ví dụ trong tình yêu, thì anh có phải là một người chủ động không? Anh gặp người mình thích anh sẽ biểu lộ ra như thế nào anh? Thường mình gặp người mình thích thì mình không có nói tự tin giống là những người mình không thích. Những người mình không thích ấy, thì mình thường thường mình nói sẵn sàng được. Đôi khi nhiều người mình cứ nói sẵn sàng vậy, nhưng người là người ta lại thích mình nhưng mình lại không thích người ta nhiều. Rồi, khi đó bây giờ chỉ gặp người mà mình thích thôi á thì mình sẽ biểu lộ như thế nào? Thường thường là mình đôi khi gặp người mình ít nói hơn là những người không biết. Trên sân khấu bạn muốn hẹn hò chỉ là một cơ hội thôi. Một cơ hội, và cơ hội đó nó chỉ trong vòng nửa tiếng thôi. Đó, thì mình phải thể hiện được tất cả những cái khao khát mà để có thể đạt lấy cái cơ hội này, cái tình yêu này. Thì tất cả các anh chị mà đến với chương trình bạn muốn hẹn hò đều là những người mà ví dụ như anh đều là những người mà bọn em đã kiểm chứng rất là qua nhiều vòng casting. Hôm nay chỉ là trao đổi riêng thôi, hôm nay chỉ là trao đổi để làm quen thôi. Sẽ có một cái vòng nữa, sẽ có biên tập để làm việc trực tiếp với anh. Đều là rất những người rất là uy tín. Kể cả bạn nữ mà ngồi bên kia đều cũng sẽ là người rất là uy tín và rất là tử tế đàng hoàng. Đó. Thế nên là anh phải tập luyện nhiều hơn để về cái cách giao tiếp, ví dụ như anh phải thể hiện như thế nào để cho MC và cái bạn nữ ngồi bên kia của cái tấm rèm á có thể hiểu nhiều hơn về anh. Đó. Về cái mẫu người mà anh mong muốn á thì vùng miền của bạn đó thì sao? Vùng miền thì mình không quan trọng lắm, nhưng nếu mà được ở vùng quê thì tốt hơn. Và ở trong cái vùng này thì cũng tốt hơn. Không quan trọng là nghĩa là Thanh Hóa thì tốt hơn đúng không? Thì tốt hơn. Miền Tây vẫn được không? Nhưng mà bạn vẫn đang ở Sài Gòn. Cũng được. Mình muốn vì là mình muốn lập nghiệp trong này á. Thì nếu ở trong này cũng tốt, vì là con gái ở vùng trong này. Công việc của người phụ nữ của bạn đó như thế nào thì được? Công việc mình cũng không quan trọng công việc nó lắm, nhưng nếu mà công việc văn phòng thì có thể là tốt hơn, là làm giờ hành chính nhé. Vì là mình suy nghĩ sau này có thể mình cho người vợ sẽ, nếu mà đó là mình nghĩ là giờ hành chính để mà có thể chăm sóc con cái được. Anh độc thân là bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Mình độc thân từ bé đến giờ đấy. Không, nhưng mà có một cái mối tình chính thức mà. Mối tình chính thức. Mối tình cách đây cũng 3 năm rồi. 3 năm.
Trong đó thì anh có đi tìm hiểu những cái mối quan hệ khác không? Mình thì cũng nói chuyện qua qua vậy thôi, chứ cũng không có đi tìm hiểu sâu lắm. Cũng nhìn, cũng ví dụ như thấy thì bé này thích hay là xinh xinh thế này thì cũng nhìn qua thôi, cũng không có tìm hiểu. Rồi. Ừ. Thế anh có biết được cái lý do mà mình vẫn độc thân và mình chưa tìm được một cái bến đỗ hạnh phúc cho mình không? Theo anh? Mình nghĩ đó là mình nhát gái thôi, chứ cũng không ít ví dụ như thấy gái thì mình không hay tiếp chuyện nên thôi, nên cũng mình không độc thân chứ chưa không. Có nghĩa là mình nhát quá xong mình cứ thế thôi, cứ chờ đợi duyên số vậy hả? Đúng, chắc đúng vậy. Nhưng mà vậy thì cái động lực nào mà để ngày hôm nay tới đây? Có lẽ một phần là vì mình cũng muốn tìm một đứa để có một cuộc sống gia đình với cả bố mẹ cùng dùng. Bố mẹ rồi. Có nghĩa là nếu mà anh được chọn vào vòng nguy hiểm ấy, thì anh phải tự tin hơn nữa, thể hiện được nhiều hơn nữa để cho bạn gái ấy, ở bên kia người ta hiểu được mình. Và anh chia sẻ tất cả mọi thứ là phải cụ thể hơn về cái câu chuyện của mình, cũng như là điểm mạnh điểm yếu gì của mình. Anh có những cái tài năng gì thì như anh vừa hát đấy thì không hát được, thì anh cứ về anh, nếu mà anh được chọn thì anh cứ luyện tập cái bài hát đó. Thời gian ghi hình thì chỉ có khoảng một nửa tiếng thì có 5 phút thôi, cho nên là mạnh mẽ lên, tự tin lên để mà chiếm lấy cơ hội bên kia. Các bạn đưa về nhà nhé. Tình trường thì bạn ấy đơn phương 5 mối tình, nhưng không một mối tình chính thức 3 tháng. Đơn phương tới 5 mối tình mà không có mối tình nào thành công luôn hả? Vâng. Không, cứ thế, cứ lặng lẽ mà âm thầm như vậy. Lặng lẽ âm thầm đi theo em hả? Nhưng mà 5 cô gái đó có những cái đặc điểm chung gì để mà em đơn phương không? Những bạn ấy thì là khá là hiền lành. Xinh và nhìn dễ thương. Thế bây giờ mình đã chuẩn bị được cái gì để mình lập gia đình, kết hôn chưa? Rồi kế hoạch tương lai của em thì như thế nào? Bây giờ mình nhát, mình không có dám nói, tức là mình không đủ tự tin về tính cách, bản lĩnh của mình để cô gái, đúng không? Thì mình có những cái gì trong tay rồi? Hiện tại thì em đã đặt mua nhà, nếu mà không bị chậm tiến độ thì chắc là có nhà ở, thì nhà chung cư. Mua chung cư ở Dĩ An hả? Ở Lái Thiêu, Bình Thuận An đấy. Ở Lái Thiêu hả? Đúng rồi. Là đã mua rồi đúng không? Đang chờ giao nhà đúng không? Đúng. Nhà rộng không? 56 mét vuông. 56 mét vuông thì chỉ có một phòng ngủ thôi hả? Vâng. Mua này bao nhiêu được cái ngân hàng à, hay là sao? Em mua thì cũng trả góp là đến 400 ấy. Trả góp theo tiến độ hả? Mua nhà là bao nhiêu, giá trị căn nhà là bao nhiêu? Tỷ 1. Tỷ 1 hả? Tỷ 1 là phần vay có 400 thôi. Còn là mình có 700. Bố mẹ em là vẫn ở ngoài quê hả? Bố ở ngoài quê, còn mẹ đang làm cùng mẹ em trong này. Mẹ có nhà hiện tại một tháng của em được bao nhiêu? Trung bình 12 triệu. Là đang làm bảo trì máy may hả? Vâng. Là máy công ty này là công ty may sản phẩm gia công công nghiệp, xong rồi là em làm bảo trì máy, là máy móc có vấn đề gì là gọi em. Đúng rồi. Em làm công việc từ lâu chưa? Em làm cũng được 4 năm rồi. Còn mẹ em làm gì trong này? Mẹ em làm công ty giày á. Là mẹ cũng làm công nhân hả? Vâng, đúng rồi. Anh chị em của em thì sao? Em thì đang làm ngoài Thái Nguyên rồi, em lập gia đình rồi. Rồi, em cũng lập gia đình rồi. Em trai em sinh năm mấy? Em 92. Thế để nó đi trước rồi, bây giờ mình mới sốt rồi, thế mình đi tìm vợ đó hả? Hay sao?
chắc cũng một phần có tuổi rồi, một phần bố mẹ cũng dục nhiều quá. Với cả cũng muốn tìm gỡ của mình để ổn định. Ừ, thế có tuổi rồi thì phải mạnh mẽ, thì tự tin lên chứ. 32 tuổi rồi, bây giờ nhà mình có này, đúng không? Nhà là dự kiến bao giờ nhận nhà? Dự kiến là tháng là quý 3 năm nay. Quý 3 năm nay là cuối năm nay đi, đúng không? Quý 3 là khoảng tầm tháng 10, tháng 11, đúng không? Nó cho chậm tiến độ 3 tháng đi, là cứ cho đầu năm sau là Tết xong là có nhà đi, đúng không? Mình tự tin mình có nhà này, mình có tiền này. Thế thì mình phải tự tin lên, thì mình phải đi tán bạn gái thì mình không có được tự tin về cái gọi là sự năng nổ hoạt bát của mình, thì mình thể hiện cái sự chân thành với họ chứ, đúng không? Nhá, vậy thì bao giờ mới có bạn gái được? Có mấy mối tình rồi? 5 mối tình đơn phương. Đơn phương tới 5 mối tình mà chưa có nắm tay lần nào hết ấy, được một mối tình chính thức có mấy tháng à? Mối tình chính thức là em tỏ tình hay bạn gái tỏ tình em? Em tỏ tình. Em tỏ tình với bạn gái ok luôn. Rồi sao chia tay? Bọn em cũng là tìm hiểu thôi. Tìm hiểu thôi, nhưng thấy không hợp với tôi, tính cách thì bạn ấy cũng hay chia sẻ trên Facebook nói chung những cái mà không đáng, em nghĩ nó trẻ con quá. Bây giờ có cái gì chị cũng viết lên Facebook hả? Đúng rồi. Bạn gái sinh năm mấy? Sinh năm 2000. Rồi ông bạn gái trẻ thì ông phải chấp nhận thôi. Chứ bây giờ làm sao bây giờ? Ông 90, ông 2K rồi, bây giờ là vậy thôi, Gen Z mà. Người ta bởi vậy sao kêu người ta lớn được, đúng không? Rồi em bạn gái lớn hơn em 1-2 tuổi đúng không? Cũng được. Bây giờ lên sân khấu mà tỏ tình bạn gái thì tỏ tình sao nè? Ví dụ mở màn ra thấy cô đó ưng ý quá rồi thì tỏ tình sao? Chào em. Không nghĩ là hôm nay anh lại gặp được người. Không nghĩ là hôm nay anh gặp được một người. Thôi bây giờ thế này nè, trời ơi. Thế đấy là khi mà chị hỏi như vậy á thì em phải bảo là lên đó em tùy cơ ứng biến xem bạn gái đó như thế nào. Ông đang học bài á trời. Thế bây giờ ông học bài làm sao mà ông mang bài lên được? Nha. Tức là tự tin của mình, bản lĩnh của mình lên là cái thứ nhất. Cái thứ hai là em phải mạnh dạn lên. Tụi chị cũng có hiểu được cái môi trường làm việc của bọn em là tối ngày là làm việc với những cái máy quay, những cái bạn nhân viên ở trong đó, máy may đúng không? Làm việc với máy may thì suốt ngày chỉ gọi là cặm cụi sửa máy, là máy nó đứt chỉ, máy nó đứt khuya, cái gì có vấn đề gì đó là gọi tụi em hết. Bảo trì mà, thay dầu nhớt thay các thứ. Cho nên là thành ra là mình cũng không có cái việc mình giao lưu bên ngoài nhiều. Nhưng mà thời gian rảnh chủ nhật, thứ bảy chủ nhật em có được nghỉ không? Thời gian nghỉ đó em làm cái công việc gì? Thứ bảy chủ nhật thì em cũng được nghỉ. Chiều thứ bảy chủ nhật được nghỉ. Anh cầm biết anh nói đi em. Vâng. Em cũng được nghỉ mà đôi khi cũng thấy những bạn cũng thấy dễ thương mà. Hôm nay mình nghỉ trong bộ và hôm nay mình sang xin Facebook mình nói chuyện với bạn này một xíu. Như thôi bảo hôm nay không xong, hôm nay không được khỏe, hôm nay không được vui lắm, thôi để ngày mai đi. Ngày mai này bảo hôm nay xong, hôm nay trời không được đẹp lắm, sao thôi mình bữa kia đi. Bữa kia xong lại tuần lại đến tuần sau, thôi tuần sau thì mình mời bạn đi uống nước. Rồi tuần sau hôm nay trời mưa thế nhỉ, để tuần sau nữa đi. Thế là chưa năm này qua năm kia. Cứ chần chừ như vậy là thằng khác nó lấy dài rồi đúng không? Trời ơi, trời ơi. Bởi vậy thấy người nào mà dễ thương cái gì đó, người ta quyết liệt lên để người ta có bạn gái. Không có giống trai thay hóa một tí nào hết á. Đúng rồi, thấy trai thay hóa nó kinh khủng lắm em ơi. Đúng rồi, mà người ta bảo sao? Sao mà người đi đến đâu người ta bảo sao trai thay hóa mà? Sao người không giống trai thay hóa thế nào? Không có giống trai thay hóa thế nào được, mỗi cái giọng thay hóa thôi chứ còn không thấy có tí nào của trai thay hóa hết. Trai thay hóa là ví dụ như là có những anh là chỉ có một thôi nhưng mà anh phải nói thành bảy, đúng không? Tức là bây giờ phải nói to, ăn to, nói lớn về rõ rạc lên thì mình bạn gái nha. Người ta nghe, người ta chưa cần biết là mình như thế nào, nhưng ít nhiều thì mình thể hiện cái sự tự tin của mình, cái sự năng nổ của mình ra. Thì bạn gái người ta mới cảm thấy, anh chàng này là anh chàng lanh lẹ, sau này mình có thể đương tựa, mình có thể
cùng với nhau phát triển được nè. Mẹ em cứ dí trong cổ họng như thế thì cô gái nào có chịu em được. Dù mình chân thành ấy, nhưng mà tại vì em biết tại sao không? Cái chân thành đó của em nó phải cần thời gian để chứng minh, đúng không? Nhưng mà bây giờ em lên sân khấu bạn mới hẹn hò đi, chỉ có 30-45 phút thôi. Thế em cứ dí trong cổ họng như thế thì làm sao cô gái cũng cảm nhận được cái sự chân thành của em, đúng chưa? Thế phải nói to, phải rõ ràng lên, phải có cái gì thu hút được bạn của em dành cho bạn gái nha. Rồi ví dụ như quà cáp, chuẩn bị quà cáp tặng bạn gái gì đó, rồi nếu mà được chọn đi ghi hình thì nhớ mời mẹ đi theo để thể hiện cái sự nghiêm túc và chân thành của mình ha. Ừ, có mẫu người cho em. Dạ rồi. Ừ. Rồi, ok. Đừng có sở trường gì không? Sáng thờ gì không? Sài Gòn là được. Hát hò gì thì... Anh hát lại cái bài anh vừa hát một xíu cho mấy chị nghe. Hát thấy rồi. Hát hay ạ? Có hát được, hát hay. Ok. Hát hay thì hát đi, chờ đấy. Ít nhiều thì năng như phải hát ra cũng được. Em hát một đoạn ở giữa câu. Được. Thì em thích em thỉnh thoảng em đi làm em với anh Ngân Nga một đoạn này. Bỏ em vào ba lô, đưa em ra khỏi thủ đô. Mình cùng rời thành phố, tránh những làn khói ô tô. Xây một căn nhà gỗ ấm. Rồi ok, bỏ em vào ba lô, thế mang sẵn cái ba lô lên, nếu có gì là bỏ nhét em vào trong đấy nha. Rồi, ok, có yêu cầu gì đặc biệt ở bạn gái hoặc là có điểm gì em không thích ở bạn gái không? Em nói chung là không thích này là... Đừng nói quá nhiều là được rồi. Ừ, nói quá nhiều thì nó phải bù trừ lại cho em chứ. Nói nhiều hơn em là được, nhưng đừng nói quá nhiều. Không cho ta nói nhiều. Giờ về im luôn là không chịu không? Tức là nói nhiều hơn bạn này một ngày em nói được bao nhiêu câu em có nhớ không? Em chắc nhớ được. Chị hỏi thẳng thật nhá, là em đi làm á, em có giỡn, có vui vẻ với bạn bè, đồng nghiệp ở trên công ty không? Có chứ. Nhưng so với mọi người là ít hơn. Nhưng nói chung em nếu khi đã quen rồi thì em khá như là gần gũi. Và nhưng chưa quen thì thấy thì cũng thấy hơi cảm giác là hơi khó tính, nhưng quen rồi là dễ gần. Em thấy anh đi cho mày làm là thích mẫu người có cá tính làm sao? Cá tính rất là kiểu thích không xăm mình, xăm có xăm thì xăm nhỏ thôi, đừng có xăm to. Rồi chi cá tính của anh là cá tính với người quyết đoán trong công việc ấy. Đừng có để người khác phải chờ đợi ấy. Ví dụ như một mình đi đâu hoặc đi xa đó mà chứ phải đợi người khác đến. Rồi người khác quyết định dùm hả? Đúng rồi. Tức là thích đi chơi thì cứ đi thôi. Đúng rồi, ví dụ như có việc gì đó là đi ra ngoài hay là có gần gì đó thì mình có thể tự quyết định được. Đừng... Ok, rồi, ok, cảm ơn tự ha. Mình tự tin là lĩnh lên nha, mạnh mẽ lên nha.